Bộ phim Phụng Chỉ Sủng Quân thuộc thể loại phim cổ trang, võ thuật, tình cảm lãng mạn, ngôn tình xuyên không của Trung Quốc. Bộ phim Phụng Chỉ Sủng Quân tràn đầy kịch tính và hấp dẫn, câu chuyện hành trình của thích khách tân thủ Tô Tiễn Linh. Với khát vọng trở thành thích khách hàng đầu, cô quyết định chiếm đoạt nhiệm vụ của đồng môn và thực hiện ám sát Đông Phương Cảnh, thành chủ Phúc Hắc. Tuy nhiên, điều không ngờ đến với cô là người đặt nhiệm vụ lại chính là Đông Phương Cảnh. Bên cạnh màn đấu trí căng thẳng, nội dung Phụng Chỉ Sủng Quân còn tập trung vào sự phức tạp của Đông Phương Cảnh, một thành chủ vốn cao quý nhưng ẩn chứa nhiều nguy cơ và âm mưu đen tối. Dưới vẻ ngoài Phúc Hắc, hắn phải đối mặt với sự đe dọa không chỉ từ mẹ ruột mà còn từ những kẻ thù ẩn náu bên trong phủ. Phim kết hợp giữa tình yêu, hành động và bất ngờ sẽ đưa người xem vào một thế giới đầy biến đổi. Với diễn biến tốt và những tình tiết gây cấn, Phụng Chỉ Sủng Quân hứa hẹn mang lại những giây phút giải trí thú vị cho khán giả. Diễn viên chính: Lý Nhược Thiên, Chu Lệ Lam, Đường Thư Á, Hàn Trử Cáp.